Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới em xin mến chúc toàn thể cô chú anh chị và bạn sức khỏe và bình an. Hôm nay em cùng với lại bạn Xanh, chú Ba Tiến, chú Ba Tính, chú Hai, cũng như là em Tí và em Lượng, hôm nay là xuống Duyên Hải, nhà của anh Tám. Anh Tám với lại anh trai em của anh Tám. Dạ. thị trấn Mỹ Long của chú anh chị, em nói lộn, ở Duyên Hải. Thị trấn Mỹ Long đây là mấy anh em xuống rồi, cái anh Tám dẫn đi, cái này là ra ngoài bãi biển hả anh Tám? Cầu tàu bãi biển nhìn khung cảnh của bãi biển thị trấn Mỹ Long. Dạ, còn hồi cái mình đi vô chợ sao hả anh Tám? Hồi vô chợ mình mua mấy đồ thì mình sẽ về chợ. Dạ, rồi giờ em cùng với lại anh Tám cũng như là anh trai cũng như mấy anh em chú Ba Tính và chú Hai đi ra ngoài bãi biển ra ngoài bãi biển rồi quay cho cô chú anh chị và anh xem nha. Đi thôi anh Tám ơi, đi thôi. Cả nhà ơi, ở Tiểu Cần không có bãi biển, giờ đi xuống Mỹ Long đi tham quan. Cả nhà có biết người ta đây về, người ta hỏi cái mình không biết. Ở đây em đi ra đây là ấn tượng nhất chỗ này nha. Ở đây rất là đẹp. Cái này là du lịch cầu tàu. Hồi xưa đó, hồi bắt đầu nhận sinh năm 1980 á, là bắt đầu ở đây. Cái khu này là hồi xưa nó không có khu này là nó không có bằng. Hồi xưa là một bãi đá cát trống luôn. Một bãi cát trống luôn, không có bằng, không có cây mắm, không có gì hết á. Rồi sau này cái sóng nó đánh lở nhiều quá đó. Rồi nhà nước mình mới trồng bần trồng mắm lên cho nó giữ cái bờ lại. Tại hồi xưa thì ở đây thì gia đình nào cũng phải đóng cọc để ngăn sóng lớn đánh đằng cho nó lở á. Rồi sau này cái nhà nước mình trồng một mới bần ngay đầu từ ngày nó phát triển ra. Đó rồi hồi xưa đây cái này xưa là bến đây là đi Điện Biên rất là nhiều. Người Mỹ Long mình đi rất là nhiều, rồi sau này cũng trở về đây cũng giúp đỡ thị trấn Mỹ Long mình rất nhiều. Ở đâu cầu tàu đi lúc này kia là bắt đầu cầu tàu mới làm. Giờ tí muốn tắm biển không? Đây là có biển là tắm luôn. Có cục cưng đi theo nữa kìa. Ở đâu vẫn biết nữa. Đúng. Hôm nay em nghỉ bán vé số một bữa đi cùng với bạn Xanh xuống cái này Mỹ Long. Nãy em nói lộn Duyên Hải. Ở đây nghe chim hót cũng vui. Liếu lo chim hót. Yên bình lâu lâu đi tham quan. Đây có là đầm chén muối ớt ha, cái mình vẽ bàn ăn luôn ha. Tại cây nữa. Chưa đặt dài ăn cá vô. Cái đặt mình thấy người ta kéo đặt mà nó có rồi. Không bằng rồi nè. Ở đây ông không à. Ai da. Cái vợ có nó có dí không cái gì. Vô xa đi nhanh mới được. Quá trời cái chỗ đó ông rồi. Cái đó đâu? Ở dưới ghe nó có lội lên luôn đây, lấy xe chạy vô. Đúng. Chết bà này nó phá rồi, chứ là rồi. Không có ra được rồi. Vậy này chưa tới giờ đó, sớm quá. Ở đây mới tới đây cái này. Về tới đây đi. Vậy. Đây chưa tới giờ nó mới cửa, 8 giờ nó mới cửa. 8 giờ. Đi xa quê thôi này, ở đây đi dọc biên đây nè. Đi dọc biên đây luôn, 1980 đây là toàn bộ đây là đi biên hết luôn. Là hầu như là bây giờ theo như là hết 80% ở đây đi dọc biên. Rồi bây giờ là mà xưa đây nó đâu có bằng gì đâu, còn là bãi là giống như bãi giống như ở Bà Động vậy đó. Không có cây cối gì đó. Rồi sau này nhà nước trồng bần lên đó, cho nó giữ cái bờ đất lại đó, nước đánh lở đó. Giờ làm lại cái cầu rất đẹp đó. Bên đó thì bên thủ trước Long Hòa đó, bên đây thì còn nghêu. Bên đó nuôi á, hợp tác xã nuôi nghêu rất là nhiều bên đó đó. Dân cây bên đó là của một bánh tre. Đây, khu băng. Rồi đi thẳng xuống dưới đây là cùng ngao xuống Bà Động. Đây là cặp đây đi thẳng thẳng dài lớn lắm, chim ăn nước xong tới Bà Động rồi. Sao sao chú ba? Mình đi đây thôi. Giờ nó đã đóng cửa vậy rồi, xong giờ vô được. Bây giờ mình đi vô chợ thôi. Vô chợ mình mua rau rồi mình đi ăn sáng rồi mình mới lên chợ.
Giờ mình đếm 1, 2, 3, mình chạy đua đi chứ ông dữ lắm. Bây giờ đi sáng nay sáng nó thung hết chứ Quy. Mày nhỏ nó không thấy mày. Bay tù 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 tù. 1, 2, 1, hàng dọc thẳng tiến. Bước đều bước. Bây giờ tới chợ thị trấn Mỹ Long đi nại. Mà đi dạo vòng vòng xong rồi đi tới chợ thị trấn Mỹ Long này. Có thiếu ai không? Đủ rồi, đủ rồi. Đó, giờ mình đi vô chợ thôi. Chợ Mỹ Long đây của chú anh chị. Chợ Mỹ Long. Mua măng chứ không măng gì trời, măng đi kia đi mua cái có kia không mua. Đi này chứ không mua kia đó. Vậy tôi có ý muốn mà đâu rồi. Mua đi hai cái này. Quán quá trời ngon luôn chú. Cái này là ta luộc chấm chấm chéo nào phải không? Mà có cái thì trứng mì lông thì cái này là giò chiều. Chấm chấm chéo à? Thứ bảy sáu là tới rồi nội sao đi sao cái thịt này mà kho rượu là hết sợi luôn mà bạn hết kho rượu rồi hình như đùi này đùi á này đùi chỉ to mà gọi đây người ta để xuống cho ở dưới mình là ta lóc gà đúng không? Đây, cánh. Rồi, này là chủ lên tôi đưa sánh. À, rồi, cảm ơn chị nha. Con rất giỏi cô sáng nhiều. Này là giò chuồng lên. Con tám mua đùi con đây mà. Con tám mấy? Giò heo rút xương. Chú Hai ở đây heo qua đây ba gọi người ta chừa miếng sườn đó chú Hai. Ừ. Chứ không phải lóc ra như mình dưới quê mình. Miếng không khách. Hả? Miếng không khách. Ừ, để miếng vậy. Có khúc sườn nữa. Với mình là lóc ra nữa. Đúng rồi. Lóc ra trời. Nè sai con nấu lẩu em ơi. Sẽ năm độ. Mua nem thay. Rai. Cháu hẹn ngon. Cháu hẹn này bao nhiêu? Cháu hẹn này bao nhiêu? Cháu hẹn này ngon lành luôn. Cháu hẹn quá trời ngon. Cái này cháu quát hay cá ngát mà. Cái cô luôn giờ giống như cá đồng luôn quá chưa chú Hai. Ừ. Cái màu á. Phi quá trời. Rồi gà xin gà. Đây là có cá bớp. Cá ngát này cá ngát. Sống được chứ, bọn mình sống được tháng rồi. Khu vực ở dưới đó là bán thịt cá, rau cải. Còn khu vực trên đây là bán trái cây của chú anh chị. Cam, thanh long, dừa có luôn. Ở đây có bán cần câu cắm với lòi, với chổi. Đây bán tính trang sáng.
bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối, bánh kẹp, bánh mì thịt. Mèo dễ thương xích kìa. Tôi nói dòm cho chú chị. Mèo. 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 Nó không cười. Giờ mấy anh em, đây là anh của anh Táo. Mấy anh em lại tới quán của chú chị vào ăn hủ tiếu. Ở đây có bán hủ tiếu, bánh canh, bò kho, bún bò Huế. Dạ, cho con mì, bạn ăn hủ tiếu con sắp ruột. Mì dễ ăn, em cũng ăn mì luôn. Mình luôn ăn mì. Quá thì khách luôn, nãy là đi sớm luôn. Dạ, tại tới giờ đi chợ đó con. Con của chú để xương đây. Gì con? Làm tô của tứ để xuống. Rồi. Gì kêu đi. Ăn chưa rồi. Sáng đồng lắm con. Sáng đông, sáng nghỉ ban rồi lên đó. Quá hấp dẫn. Tiếng không canh. Tô tiếng chắc là không. Đây là có 1 2 ở thị trấn 15 à. Hả? Tiếng xương bên này. Hai cái bún riêu, lấy con tô với chậm tô. Ừ, anh em ăn kêu. Dạ, em ăn mì. Có mì không? Dạ. Có 1 không 2 luôn anh Tâm. Dạ. Dạ, nãy cô có hồi nãy cô có nói. Nãy cô có nói quý bàn lại đây ăn. Quý bàn này ăn không nè. Nó vừa ra rồi. Dạ. Sao chú ơi chú bà? Hủi cái mùi bắp lên thấy thơm á. Mà chỉ hủi chưa có nếm. Dạ ăn được rồi chứ ba. Chú hai đi từ giờ cũng mệt rồi. Đói bụng rồi. Không giao đây. Ừ, đây, không? Đây. Ủa bác đây nè. Đây ừ bác. Ba mày. Tiếp rồi. Tí kìa. Tí nhỏ. Ôi, xanh với tí đâu. Rồi, để cho nó luôn. Rồi. Xanh với tí à, đi chưa lại tới nữa. À, nói gì xanh à, đi kiện. Đi hết nổ rồi các bạn xanh. Tí ăn con ăn gì con? Tí ngồi đâu? Tí ngồi đây. Tí ăn gì con? Dạ, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu luôn ha. Đây chuẩn bị xe mới vô có ăn nè. Tiên em nhỏ được nhường. Em xin thay mặt mấy anh em mấy chú mời cô chú anh chị và các bạn ăn mì với lại hủ tiếu nha. Anh Tám ăn bún riêu anh Tám. Anh ăn riêu đi cho ra tới. Dạ. Yeah. Mời cả nhà dùng hủ tiếu. Mời cả nhà dùng hủ tiếu nha. Để anh sạch xong rồi. Dạ mời cả nhà nha. Ngon. Sáng sớm lạnh lạnh thì có tô tiếu nóng hổi ra. Vừa thổi vàng luôn á sao? Nóng. Thổi. Cái tô mì của em đây, để qua chợ hợp luôn. Nhìn cái phút giò heo luôn. Hủ tiếu này ngon mà húp cái mùi vị nó giống mà ở Mỹ Long. Ngon á. Tôm riêu. Đây là bún riêu. Cái rau này là ăn kèm là có trong bún cải lại bắp chuối. Đây đi. Quế. Bò gai. Ăn chưa bắt không? Bún riêu là có chưa bắt không? Ăn chưa bắt không? Thêm nữa thêm. Ủa?
Đây quán của cô này của chú anh chị. À, quán ăn sao đẹp, hủ tiếu, bánh canh, bò kho, bún bò Huế, cà phê, nước giải khát. Số điện thoại của cô là 02943 829 873. Cái đường từ ở bên chợ hồi nãy là đi hướng đó của chú anh chị. Thì nhà anh Tám là ở bên bên đây. Nhà anh Tám ngay trang chỗ chiếc xe Honda đậu của chú anh chị. Sao Tết? Ừ. Sao con? Ăn gấp nha. Ngon quá. Bà lên chả mới cắt ra được rồi. Ăn ăn đi bà. Để mình ăn sao? Dễ không? Dễ rồi. Ừ. Đây. Nước mắm tươi nữa. Dạ dạ đúng. Cô muốn như là có một cục xí bắp rất là ngon luôn. Làm mềm luôn rồi. Nấu được 3 cắn rồi. Dạ được. Chú ít rồi. Nấu mềm rồi. Tôm nữa đi con. Đẹp đó mẹ ơi. Chắc mình làm tô bún cái nấm lòng ha. Ông chiến sĩ ha. Nấu hổ khói lên lùng lục. Ừ. Cũng đêm sáng ngày cái đêm ăn tô mì ấm ấm bụng. Quá đã. Nọt hình hông luôn. Chưa xong cái mình. Tập thử làm cái đấy khi cũng kịp. Những cái dây cá rồi cái mình đi giặt bún, dây cá vẫn làm đồ ăn cho ăn xong rồi tới giờ đem về. Cá đặc lạ. Nhưng mà dây cá mình mừng cá. Ăn cắt lại cho nó đặc lạ. Thôi yên lắm đi. Giờ mấy chú cháu mấy anh em hủ tiếu rồi cũng cho chị. À, giờ lên giờ lên trò anh Tám. Cô chú chị giờ mấy anh em của em cũng như là chú Ba Tính và chú Hai cũng đang hủ tiếu ăn mì rồi. Giờ em cũng xin khép lại clip tại đây. Thì cái hồi nãy cái phần mà theo nãy em đưa sách đó là nấu ăn trên kênh ẩm thực Sáu Nhỏ. Rất mong cô chú chị và bạn ủng hộ cho mấy anh em của em nha. Thôi hôm nay em cũng cảm ơn anh Tám rất là nhiều nha anh Tám. Dạ, chúc anh nha và chị cũng như là cháu nhiều sức khỏe. Chúc anh trai mạnh khỏe nha anh trai. Rồi, thương bữa nay. Rồi bye bye cô chú chị và bạn. Hẹn gặp lại cô chú chị và bạn.